Cảnh sát bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ bắt hơn 1.800 người đàn ông vì kết hôn với trẻ vị thành niên hoặc là sắp xếp các cuộc hôn nhân như vậy. Thủ hiến bang Sama cho biết cảnh sát bang này tiến hành bắt hơn 1.800 người đàn ông lấy vợ tuổi vị thành niên và những người giúp đăng ký các cuộc hôn nhân. 800 người đàn ông này là khởi đầu cho chiến dịch lâu dài để xử lý tảo hôn. Ông khẳng định nam giới thuộc mọi tín ngưỡng tôn giáo đều có thể bị bắt vì tội này. Chính quyền bang Assam ghi nhận 4.400 người liên quan đến hành vi tảo hôn. Kết hôn dưới 18 tuổi là hành vi bất hợp pháp tại Ấn Độ, sau nhiều người công khai vi phạm luật. Liên Hợp Quốc ước tính Ấn Độ là quốc gia có số trẻ em gái phải làm vợ lớn nhất thế giới với khoảng 223 triệu người. Gần 1,5 triệu bé gái phải kết hôn mỗi năm tại Ấn Độ, theo báo cáo của quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF vào năm 2020,